ngày hôm nay thì em sẽ ra đồng và quay cho các bác anh em nhà mình xem về mẫu lồng cua và lồng ô. Hai cái mẫu lồng mà đang thời điểm các bác anh đi sử dụng khá là nhiều đây. Và mẫu lồng cua của bên xưởng em thì như thế nào? Khi mà mình lắp xong mình sẽ để ra bên ngoài này để cho các bác anh nhà mình được xem về cái mẫu lồng cua 1 khuy và 2 khuy nhá. Đấy, đây là cái mẫu lồng 2 khuy này. Đây là mẫu lồng to dành cho các bác anh em nhà mình đánh cà ra, đánh ghẹ biển, đánh cua đồng. Đấy, và bên em thì cung cấp cho các bác đi biển đã quá nhiều rồi. Còn bác nào đi đánh cua đồng mà chưa biết cái mẫu lồng này thì hôm nay em sẽ quay thật chi tiết cho các bác anh nhà mình xem nhé. Em sẽ xếp ra ngoài này, xếp hết những cái mẫu lồng ở đây để quay chi tiết để cho các bác anh nhà mình được xem. Về cái mẫu lồng nhỏ này thì em đang đưa tới các bác anh em nhà mình là về một cái lồng siêu bền, siêu đẹp. Với cái chất lưới thì em bảo hành cho các bác anh em nhà mình không đâu có một cái chất lưới như thế này luôn nhé. Về chất lưới và khung, đấy, chất lưới thì dày như thế này đây. Đấy, về khung thì sẽ là khung chống rỉ nhá, siêu đẹp, khung cứng chống rỉ. Và với mỗi một cái lồng này giá chỉ có mấy chục nghìn ở tại bên xưởng em. Sẽ mở cho các bác nhà mình xem về cái phần khuy nó chắc chắn như là. Đấy, mở luôn ra. Nó như thế này khi các bác anh em nhà mình xếp thu gọn nhá. Còn về cái mắt lưới đây. Đấy. Thì cũng báo giá luôn tới các bác anh em nhà mình là hiện tại là em đang làm cái mẫu này là mẫu đẹp, mẫu chất lượng nhất nhé. Sẽ có một mẫu rẻ hơn. Giá của nó em đang đưa tới các anh em nhà mình là 50.000 đồng trên một chiếc. Đấy, và 10 chiếc thì em sẽ miễn phí ship hoàn toàn. Còn về cái chất lưới này các bác anh sử dụng nhé, cứ sử dụng mãi cho em. Chả bao giờ cua, lò cua cắp đất hay như thế nào cả. Còn về cửa thì em sẽ làm rất chi là khít nhé. Cửa đây, cửa cao 13. Cửa cao 13, chiều dài là... 35. Đấy, còn chiều rộng của con này thì nó sẽ chiều dài này là 50 nhá. Khi các bác anh em đo như này. Đấy là cái lồng nhỏ. Còn về lồng to thì sao? Lồng 2 khuy thì sao? Đấy, mẫu lồng 2 khuy đây các bác anh em nhá. Lồng 2 khuy. Chất liệu lưới thì em làm đều như nhau, đó là mắt lưới 1/2, là một cái mắt lưới vừa tầm và bền nhất để các bác anh em sử dụng đánh cua trong mùa của năm nay. Khung sắt đều cứng như nhau như thế này nhá. Đấy, và với mẫu lồng cua thì ngày hôm nay em sẽ có mẫu lồng ô. Lồng ô là một cái mẫu lồng mà em nói cho các bác là phải gọi là đánh tôm, đánh tép, cứ gọi là siêu hiệu quả luôn đi. Đấy, siêu hiệu quả luôn nha các bác anh em nhá. Và cái lồng này em đang đưa tới các bác anh em là cái mẫu lồng 8 lỗ này. Mẫu lồng 8 lỗ em sẽ rũ ra cho các bác anh em nhà mình được xem. Hôm nay thì quay vào thời tiết quả là rất chi là đẹp. Đấy, các bác thấy không? Về một cái lồng ô thì em sẽ làm rộng, đẹp như thế này. Rất chi là rộng lồng cho các bác nhá. Về những cái hom thì cực kỳ là khít. Các bác anh nhà mình sử dụng đi đánh tôm, đánh tép này. Và với một cái giá cực ưu đãi hôm nay thì bán lẻ các bác anh cứ mua 1-2 cái thì nó là 50.000 đồng cho một cái. Mua 10 cái là em miễn phí ship. Còn đối với các bác anh em mà mua sỉ thì giá sẽ rất chi là rẻ. Đấy, bác nào mà đang quan tâm và đang xem tới cái mẫu lồng lưới của bên xưởng em, hãy liên hệ trực tiếp tới đơn vị em nhé. Để em sẽ đưa tới các bác những cái mẫu lồng lưới đẹp như thế này. Chất liệu lượng đẹp như này. Lồng này gọi là lồng ô cho các bác anh em nhé. Còn lồng này thì sẽ gọi là lồng cua nhé. Bác nào anh em nào đang muốn mua lồng nào, số điện thoại em đã ghim trên màn hình. Và em sẽ tư vấn và sẽ gửi tới tận nhà các bác anh em nhà mình luôn. Đấy, lồng cua, lồng ô số lượng lớn luôn. Cảm ơn tất cả các bác anh em đã theo dõi video nha. Chào và hẹn gặp lại các bác anh em ở một cái video sau. Đừng quên follow, đăng ký kênh của em và nhấn vào theo dõi kênh của em để em sẽ lên rất nhiều những cái video hay để đưa tới các bác anh em nha.